Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. Hay, chất tiếng của con loa CF này nó quá là hay các bạn. Xin được chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Hôm nay em lên cho các bác một bộ combo toàn đồ xịn thôi. Với mức giá chỉ có 22 triệu là các bác đã sở hữu được một bộ combo. Đầu tiên là một con đẩy Angle 2 kênh máy LA600, một dòng đẩy thương hiệu rất nổi tiếng của Italy. Đó, màn hình báo nhiệt độ, báo volume điều chỉnh khi mà chúng ta vặn lên. Đấy, nó sẽ báo luôn ở trên cái màn hình này. Các bạn thấy chưa? Đó. Một con đẩy này thì chúng ta đánh với cặp loa CAF kia thì nó như cậu với mợ luôn. CAF là một dòng thương hiệu của Italy các bác nhé. Và con đẩy này cũng vậy, thương hiệu của Italy. Đó. Một con đẩy Angle LA600, một vang số X10 hàng nội địa. Vang X10 này là huyền thoại rồi. Một dòng vang phải nói là chất âm rất là hay và độ bền thì gần như trong tất cả những dòng vang X. Nó là một cái con vang phải nói là lôi đồng cối đá các bác nhé. Siêu bền. Tất cả đều máy zin hết nha các bác nhé. Một mic Beyer 780 hàng xịn của Neumann. Các bác lưu ý trên thị trường những dòng mic Beyer hàng nhái rất nhiều, nhưng bên em thì bán đồ xịn rồi. Đấy, chất tiếng mic thì khỏi phải nghĩ, vừa nãy thử tiếng mic hay lắm các bạn. Và cuối cùng là một cặp loa CAF, CAF model là CEO 12. Đây, quay cho các bạn xem. Loa thì nói chung là xuất qua nhà bà Sắc luôn. Đấy, thùng gỗ sơn sần nha mọi người nhé. Thùng gỗ sơn sần rất đẹp. Màu nguyên bản của nó là màu trắng. Này, CAO 12. Đấy, độ nhạy 98 dB, công suất là 400W đến 1600W, công suất rất là khủng nhá. Đấy, và đời này thì nó được sản xuất năm 2014. Đấy, có nghĩa là cái năm sản xuất của nó, nhưng loa rất ít khi sử dụng nhưng các bác nhá, loa đẹp như mới luôn, bên trong bác chắc các thứ đẹp như mới, toàn bộ driver của nó đều sử dụng của Italy nha mọi người nhá. Đằng sau có nút gạt này, khi chúng ta sử dụng gạt sang đây là triệu cân bằng, còn gạt đây là Voca, nó tăng cái giải trung lên. Đấy, loa rất đẹp, nhìn thì cảm giác bé vậy thôi nhưng mà cũng khá là to nhé. Để em thử lấy cái thước đo. Chiều ngang của nó là 38 các bác nhé, chiều ngang 38. Chiều sâu là 43. Để em đòi các bác dễ hình dung, quay xa nhìn nó bé. Chiều cao là 60 nhá. Đấy. Cao 60, ngang 43. Sâu là 43, ngang là 38. Đấy. Quay như này thì nhìn cảm giác nó bé nhưng mà nó rất là đẹp nha mọi người nhá, đẹp lắm. Bát neo. Giờ thử đoạn nhạc. Mạnh đi xem. Loa này thì các bác chơi khỏi phải nghĩ luôn. Hay không? DJ Anton Remix. Có được cả giải bát giải chép rất hay. Không chê được. Và cái đôi này ấy, cái đôi này thì cái mặt e căng của nó như thế này nhá mọi người nhá. Còn những cái đôi khác ấy thì nó có một cái lớp
vải, một lớp vải bọc bên ngoài nữa. Cái thùng nó cũng như này. Và cái phần nội thất thì trong những clip trước Minh Vũ đã review rất là kỹ về phần nội thất. Anh em nào chưa xem nội thất thì có thể vào truy cập kênh của Minh Vũ để xem video ngày hôm trước em có đăng đó. Loa nói chung là như mới luôn các bạn, đẹp xuất sắc. Để những đôi loa bãi hàng tuyển chọn thì các bác phải lưu ý là chúng ta phải xem phần bát, check phân tần. Đấy, những cái đôi loa nó ít sử dụng thì khi mà chúng ta mua về chúng ta sử dụng thì nó sẽ an tâm hơn. Còn những đôi loa mà nó sử dụng nhiều rồi, màng nó bị gãy, đấy, nhện nó cũng bị gãy dập, đấy, rồi là cả cái phần gân nó cũng bị gãy dập nữa, thì nó thật các bác là có rẻ cũng không muốn mua. Và cả bộ như thế này Minh Vũ bán mức giá là 22 triệu. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ qua hai số máy 0976658815 hoặc 0925886859. Em ở Sao Đỏ trên Hải Dương các bác nhé. Em thì vẫn ship hàng toàn quốc. Trong thời gian gần đây thì em cũng bận chút công việc nên ra lại ít có thời gian lên sóng. Thì có những cái đôi loa đẹp tuyển chọn lên sóng cho các bác mua vào cái thời điểm này thì mức giá nó sẽ hợp lý hơn, nó dễ rẻ hơn rất là nhiều mà khi mà chúng ta mua cái thời điểm gần Tết. Đấy. Quạt đấy này thì cái quạt của nó chạy rất là êm nhá. Quạt của nó là quạt cảm biến các bạn. Khi là chúng ta bật lên ấy, thì gần như là không nghe thấy gì luôn. Và khi mà máy nóng lên, đây ở đây đang báo nhiệt độ là 39 40 độ này. Khi mà máy nóng lên thì quạt nó sẽ quay, nhưng mà nó quay gần như là nó không quay kiểu là ồ ồ ồ như những dòng đẩy khác. Đấy này một cái ưu điểm mà em rất thích ở cái con đẩy này. Thứ nhất là quạt nó chạy rất là êm. Với không gian thì chúng ta sử dụng, chúng ta mở, chúng ta muốn nghe nhạc hay chúng ta hát karaoke ấy, thì quạt nó quay êm, nghe nó cảm giác nó chi tiết hơn và nó cảm giác nó dễ chịu hơn. Đấy. Và chất tiếng của con này thì cũng rất là tuyệt vời. Đấy, dòng đẩy Angle quá nổi tiếng rồi. Hai con này gặp nhau thì như cậu với mợ. Khi mà em phối ghép như này thì gần như là nó rất là hoàn chỉnh. Chúng ta chỉ về đưa vào vị trí, bật lên là sử dụng thôi. Rồi, xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những video sau.